đó. Thì đi về bên đó cũng mấy tháng rồi, ba đi về đây một lần. Một tháng thì ba đi về đó, ba về đây rồi, dẫn chị đi qua Mỹ luôn. Không, chưa, là nói chuyện với con bé trước. À. À, tháng thì ba gửi về cho con là tháng 200 đô để con là phí. Rồi ha. À, vừa chủ doanh nghiệp xong rồi phải chuẩn bị đi Mỹ nữa, đưa cơ ngơ lại cho Mỹ chị. Rồi, đi Mỹ rồi, bây giờ còn nói về đây. Đánh cái tâm lý vô con bé, đánh cái tâm lý vô con bé trước. Tức là nói ra như vậy để cho mình ham. Ừ. Ghê ha. À, trước khi là dụ mẹ dụ con trước. À. À, hay quá. Mà trong khi là không cho, thậm chí mà tô hủ tiếu cũng không lo đây được á. Ghê thiệt. Đóng một vai nói chung là cũng muốn, sáng làm sao? Sáng này thì kết nghĩa vợ chồng với chị này nha quý vị, mà chị cũng muốn nhiều nha. Không có tiền là mình nói là sự thật, là không có 1.000 là mà con để ở đây là 10 giờ mấy rồi đó. Mà không có im ru luôn. Mình cũng nói là đợi đi qua, ví dụ một cái người thằng đi, hỏi bé ăn sáng chưa thôi, lo mau mau rồi mẹ con dắt đi ăn sáng đúng không? Cái đó là mình nói bằng sự thật luôn. Còn mai đi lên chờ mình kêu bé đi ra cửa đăng kính thuốc, mình thấy không có. Chị cho em hỏi là hồi sáng này á là cái anh đó là đi vô trong phòng gặp chị hay là gặp ở ngoài đường? À, không, vô trong phòng. Vô trong phòng luôn. Không có mình dẫn lại để cho đi lên phòng rồi. Rồi nói chuyện, tại vì nói là để đi kêu bé ra ngoài, bé nó không chịu ra, tại vì có dặn bé trước rồi. À. Cũng có kêu, mà có kêu thì trước mình có đi ra, thì tới chừng nói quá là nói là để nói chuyện gì. Mấy mình mới kêu thôi bé đi ra đi, rồi để mẹ nói chuyện tí. Đó. Rồi đóng cửa lại, rồi nói với mình cái chuyện mà để mà rút giấy tờ ra, nhưng mà mình phải thật. Cái mình nghĩ mình nói là ví dụ như mà muốn em thật, dạ anh phải làm cái gì làm chứng trước đi, phải cút lo cút giấy tờ ra đi, thì cái đó chuyện mình bên này thương người ta thật thì người ta sẽ đáp ứng lại đúng không? Đúng. Còn đây mới giờ muốn thốt người ta rồi mới gần cái chuyện lo thì ai tính chưa, giờ người ta đã bị rồi, người ta đâu có tin nữa đâu. Chưa gì hết, mới gặp được mấy tiếng hồi là lụm mày bậy bạ thiệt chứ. Khổng không thấy sao không theo hơn, em là đàn ông em cái con bé này nó ngoan á, con bé này nó ngoan, không thấy là chị xong rồi. Đã nói là cũng không có xong, tại vì mình biết trước, nếu mà mình đã nghĩ trong đầu mình nói là cái người thật đi, thay vì anh nói anh là cái người giúp em thật đi, anh không có cần thằng sáng tiền, anh phải giúp em trước rồi á, em mới động lòng em đó, em mới đến anh có thương em thật, em mới động lòng em đến với anh. Còn đây chuyện của em với anh giúp em là chuyện ơn nghĩa đúng không? Anh có điều kiện anh mới giúp em, chứ đâu phải là chuyện mà trao đổi về tình yêu đâu. Anh nói anh đúng không? Đúng rồi. Đó, đâu phải mà em lên mạng là bây giờ mà em mới lên mà chương trình mà cái tới yêu thương mà để ai thương em và giúp em là mới được đó. Còn mà khơi giờ bắt em mà phải hả, hốt mình trước đi. rồi cái sự việc á mà ảnh phá cửa phòng lại á, mà ảnh không được với chị á, rồi là đi ra về luôn. Thì đứng lên thì đó, đáng ra cái người đàng hoàng. À em đây là mình nói mọi sự, à nãy mình nói là mình không có tiền đúng không, con mình là không có ăn sáng đúng không, thì phải cho mình tiền có ít nhất cũng 200 thì cũng được đi cho con tôi giúp con tôi đi ăn sáng đi, thật sự ra là như vậy. Còn cái này không có, còn kêu mình là suy nghĩ lại đi rồi có gì gọi điện, thì tôi suy nghĩ đó là chuyện rồi, chuyện trước mắt là tôi đã thấy rồi, không sao. Nếu mà chị chấp nhận là có bảo đảm là chị mất cái gì lẫn chài luôn rồi. Đúng không? Anh gọi nữa không? Anh gọi hả? Không. Đây. Anh bạn. Thôi chị nghe máy đi.